Ngày 21 tháng 11, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã đề cử cựu Tổng trưởng Lý bang Florida Pam Bondi làm Bộ trưởng Tư pháp để thay thế ứng cử viên trước đây của ông là Matt Yates ngay sau khi cựu hạ nghị sĩ này tuyên bố rút tên khỏi danh sách đề cử trước đó cùng ngày. Bà Bondi từng là quan chức thực thi pháp luật hàng đầu của tiểu bang Florida của Mỹ từ năm 2011 đến năm 2019 và là thành viên Ủy ban chống lạm dụng thuốc viện và ma túy của ông Trump trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông. Gần đây nhất, bà Bondi đã giúp lãnh đạo bộ phận pháp lý của Viện Chính sách nước Mỹ trên hết, một nhóm nghiên cứu thiên hữu vốn đã làm việc chặt chẽ với chiến dịch tranh cử của ông Trump để giúp định hình chính sách cho chính quyền sắp tới của ông. Ông Trump đã công bố việc lựa chọn bà Bondi trên mạng xã hội và ca ngợi bà Bondi là người có kinh nghiệm công tố, có bản lĩnh, cứng rắn với tội phạm trong vai trò nữ tổng lý trưởng đầu tiên của Florida. Lý lịch của bà trái ngược với ông KS, người ít có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp. Ông KS vốn bị các đảng nghị sĩ Cộng hòa tại thượng viện phản đối là đối tượng của cuộc điều tra của ủy ban đạo đức hạ viện về cáo buộc quan hệ tình dục với một cô gái chưa đủ 17 tuổi và sử dụng ma túy bất hợp pháp.